hoa hồng trên ngực trái. Hạ Minh đi công nhân được mấy ngày, Thái bị đuổi cổ vì vừa làm vừa bấm điện thoại. Quý vị khán thính giả thân mến, một bức ảnh hậu trường hài hước được dàn diễn viên hoa hồng trên ngực trái chia sẻ khiến các khán giả tò mò về số phận của nhân vật Thái khi đi xin việc. Tập 32 Hoa hồng trên ngực trái khép lại khi cuộc đời của Thái tưởng như có cơ hội làm lại từ đầu thì bị chính tên Hùng, gã trợ lý đề hèn năm xưa, chặt đầu phá bĩnh. Thái may mắn được một công ty chuyên về xây dựng nhận vào làm, còn hứa hẹn sẽ ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, ngay ăn mặc tươm tất đến công ty nhận việc, Thái vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tên Hùng và vị giám đốc công ty nơi anh ta sắp vào làm việc. Diễn biến cuộc hội thoại cho thấy, khi vị giám đốc bằng trực giác của mình đánh giá cao năng lực của Thái, thì Hùng ngay lập tức phủi đi. Hùng nói rằng Thái chỉ làm màu, thường xuyên rút ruột các dự án và đặc biệt là công ty cũ vẫn còn dính đến pháp luật. Nghe đến đây, vị giám đốc lắc đầu bảo rằng thật may mắn khi chưa ký hợp đồng với Thái. Đứng ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện, Thái máu dồn lên não nhưng bất lực không làm gì được vì vị trí hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Với lòng tự trọng cao nghi ngút của mình, Thái bỏ ra về chẳng thèm nói với giám đốc công ty một tiếng. Lòng hậm hực lắm vì nơi duy nhất nhận mình lại chính là nơi đang dung túng cho kẻ phản bội năm xưa. Trong hoàn cảnh hết sức bi đát như thế, mới đây một hình ảnh rò rỉ cho thấy Thái ăn mặc khá đơn giản, đang ngồi cạnh đống đồ nghề quen thuộc được chia sẻ. Nhiều khán giả dự đoán rằng Thái khởi nghiệp từ đầu bằng cách đi làm công nhân. Tuy nhiên, cũng có một số khác khẳng định đây là ảnh hậu trường lúc Thái sang nhà quê để phụ giúp cô chỉnh chu lại không gian bếp núc, cửa hàng bán cơm. Được biết, đây là bức ảnh hậu trường được diễn viên Hồng Diễm thủ vai Khuê đăng tải để chúc mừng sinh nhật diễn viên Ngọc Quỳnh, người thủ vai Thái trong bộ phim này. Ở diễn biến trước đó, mang hai đứa con ra níu kéo, Thái đã bị Khuê tạt gáo nước lạnh, không bao giờ quay về. Sau tất cả, Thái đã nhận ra lỗi lầm của mình. Lần đầu tiên, Thái nói rằng đã nhận ra được sự quan trọng của Khuê trong cuộc đời anh ta, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Ở tập 32, Hoa hồng trên ngực trái, khi Khuê đến nơi trọ của Thái để thăm con gái và mẹ chồng cũ, Thái đã nhân cơ hội giải bày nỗi lòng, đồng thời mong muốn được quay lại với Khuê. Anh đã sai, anh đã phải trả giá. Sau những sai lầm, anh mới nhận ra sự quan trọng của em đối với cuộc đời anh. Chúng ta quay lại được không? Thái nói. Chưa dừng lại ở đây, Thái còn chờ chẽn mang bóng mun ra để níu kéo. Chúng ta còn hai đứa con. Khuê nhắc lại cho Thái nhớ cái ngày mà anh ta cự tuyệt vợ mình để theo bồ nhí. Tại công ty, Khuê gằn giọng nói rõ từng từ một. Nếu sau này có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ quay về. Không bao giờ. Và hiện tại, Khuê đang thực hiện đúng như những gì mà mình đã nói. Đến đây, Thái vẫn mặt dày tiếp tục năn nỉ Khuê bằng cách em có thể suy nghĩ. Với tính cách không muốn làm tổn thương người khác của Khuê, nhiều khả năng cô sẽ suy nghĩ về lời đề nghị quay lại của Thái. Cùng lúc này, Bảo cũng có động thái thể hiện tình cảm của mình với Khuê. Nắm tay Khuê, Bảo nói rằng anh coi cô là ngôi sao dịu dàng nhất, cũng là ngôi sao mà anh thích nhất. Khuê thẹn thùng không dám đón nhận tình cảm của Bảo. Tuy nhiên, cả hai cùng làm chung một công ty và thường xuyên đối diện nhau, nhiều khán giả đang hy vọng rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi khán giả còn đang lo lắng rằng Khuê sẽ đắn đo suy nghĩ về lời đề nghị của Thái, thì cũng ở trong tập phim này, lật bài ngửa với Khuê, Dung đã tuyên bố Thái chính là người từng gián tiếp hại chết em gái và cháu mình. Cuối cùng, Dung luật sư cũng đã lật bài ngửa với Khuê tiết lộ chuyện động trời. Tập 32 Hoa hồng trên ngực trái vừa lên sóng, ngoài sự kiện Bảo thả thính cực mạnh khiến Khuê giật mình thì Khuê còn sốc hơn khi tới gặp luật sư Dung để trò chuyện. Dung đã tiết lộ cho Khuê biết một chuyện động trời. Cái anh ta nợ chị là mạng người, là mạng sống của em gái chị, của đứa con trong bụng em gái chị. Năm xưa khi Khuê và em gái Dung cùng lúc thông báo có thai, nhưng khi ấy Thái đã lựa chọn lấy Khuê vì tin lời thầy bói, còn em gái Dung chẳng may gặp nạn qua đời. Chuyện này khiến Dung không thể bỏ qua được. Cô cho rằng Thái gián tiếp gây ra cái chết của em gái, tước đi sinh mạng của em gái và cháu Dung. Bởi vậy, Dung mới lập kế hoạch để trả thù Thái, mong Thái phải bị trả giá đắt, tán gia bại sản, gia đình tan nát. Có như thế thì Dung mới hả lòng hả dạ.
Cái chết của em gái khiến Dung hy sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để trả thù. Dung đã lún quá sâu, hận thù đã khiến Dung sa chân vào vũng bùn lầy. Chính vì vậy khi biết Khuê cũng chỉ là nạn nhân cũng bị Thái lừa gạt mà thôi, Dung cũng vô cùng áy náy vì những gì mình đã gây ra cho Khuê và hai đứa con nhỏ. Việc Dung đặt cơm ở chỗ Khuê cũng là một phần Dung bày tỏ sự áy náy với những gì mình đã gây ra cho Khuê. Hơn nữa, Dung còn đứng ra sẵn sàng bảo vệ Khuê, giành quyền nuôi bóng cho Khuê. Thế nhưng bây giờ biết tất cả sự thật, Khuê cũng không động lòng về những gì mà Dung đã làm với mình. Tất cả những điều gì đã xảy ra với Khuê khiến Khuê trở nên bất hạnh, khổ cực như bây giờ. Không những là Khuê mà còn kéo theo cả bố mẹ, em trai Khuê cũng bị vạ lây. Tất cả đều do âm mưu hãm hại Thái của Dung gây ra. Nên dù biết nhờ Dung mà mình có thể xa được Thái, một kẻ bội bạc vũ phu, tham lam và đầy toan tính như Thái, nhưng Khuê cũng không lấy đó để cảm ơn Dung. Khuê cũng thẳng thừng từ chối luôn những đơn đặt hàng cơm của Dung mỗi ngày. Từng lời, từng câu Khuê nói với Dung khiến Dung vô cùng thấm thía. Tuy nhiên Dung đã lún quá sâu không thể quay đầu lại được nữa, bởi vậy đã đâm lao thì phải theo lao. Qua những gì Dung kể, Khuê đã hình dung ra được con người của Thái, bản chất của Thái, nó kinh khủng đến như thế nào và việc quay lại đối với Thái hay suy nghĩ về lời đề nghị của Thái sẽ không bao giờ diễn ra với Khuê. Khuê vốn là người tốt bụng, có tính thương người dễ mủi lòng nên đôi khi khiến khán giả cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng Khuê sẽ quay lại với Thái sau những lời ngon ngọt của Thái và việc Thái thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình. Khuê lại hay nghĩ cho các con, sẵn sàng hy sinh vì các con chứ không màng tới hạnh phúc riêng của mình. Nhưng chắc chắn có một điều rằng sau câu chuyện mà Dung kể thì việc Khuê quay lại với Thái sẽ không bao giờ xảy ra. Còn Thái, hy vọng cuối cùng để đến với Khuê đó chính là sự ăn năn hối lỗi và nhưng lại bị Dung dập tắt bằng việc kể toàn bộ nội dung sự tình câu chuyện cho Khuê biết. Rồi niềm vui chưa kịp nở trên môi khi nghĩ rằng mình sẽ được tuyển dụng tại một công ty mới, nhưng ai ngờ lại bị chính Hùng, kẻ đã phản bội mình trước đây, nói xấu về mình với giám đốc, khiến cho ông này từ việc ban đầu rất quý Thái và mong muốn tuyển dụng và sắp xếp cho Thái một vị trí tương xứng với năng lực vốn có của Thái. Gia đình không thể đoàn tụ, không thể kiếm được một việc làm theo ý của mình. Cuối cùng, Thái sẽ phải làm gì? Những hình ảnh mới được dò dỉ cũng khiến khán giả vô cùng tò mò. Phải chăng Thái phải làm công nhân thật? Thái phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng và phải làm những việc nặng nhọc như công nhân phụ hồ, bốc vác hay lao công gì đó? Thì Thái mới hiểu được những gì mà Khuê đã từng phải gánh chịu trong suốt 10 năm chung sống cùng với Thái. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ dở việc học hành để sinh con cho Thái, rồi cuối cùng sẵn sàng ở nhà làm nội trợ, lo toan vun vén việc gia đình để Thái yên tâm đi ra ngoài làm ăn. Ấy vậy mà, Thái lại coi khinh Khuê, cho rằng Khuê chỉ là một người nội trợ và còn nói với các con rằng nội trợ là ở nhà quét dọn nhà cửa, nấu ăn giặt giũ, chứ không biết làm một việc gì khác. Thái khinh Khuê ra mặt. Đến bây giờ, khi Thái không công ăn việc làm, bắt đầu bằng những công việc nặng nhọc ngay từ đầu, Thái mới thấu hiểu những gì mình đã nói với Khuê là những lời xúc phạm, sỉ nhục Khuê, không tôn trọng một người vợ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì mình. Đến khi biết được điều đó thì ăn năn hối lỗi cũng đã quá muộn màng rồi. Thái đã mất Khuê mãi mãi, kể cả công việc mà anh ta nghĩ rằng đó là những công việc cao sang mà mình có được thì bây giờ cũng đã không còn nữa. Mà anh ta phải bắt đầu từ những việc mà anh ta cho là tầm thường nhất, ấy chính là làm công nhân. Phải bốc vác, phải làm thuê làm mướn, để kiếm từng đồng tình hào rồi tích cóp còn nuôi mẹ già con thơ. Một thằng đàn ông với tính sĩ diện ra trường cao như Thái, hẳn đây sẽ là những điều nhục nhã nhất mà cuộc đời Thái phải trải qua. Đáng đời cho một kẻ ra trường, tham lam, độc đoán, vũ phu và keo kiệt. Hoa hồng trên ngực trái đang dần đi đến những hồi kết của bộ phim, nhiều tình tiết rất hấp dẫn đang diễn ra, khiến cho khán giả vô cùng tò mò và háo hức mong chờ những tập tiếp theo của bộ phim Hoa hồng trên ngực trái được lên sóng. Chỉ tiếc rằng mỗi tuần chỉ có 2 tập phim nên khán giả phải chờ đợi quá lâu. Điều mong mỏi của khán giả bây giờ đó là phim sẽ được chiếu liên tiếp hàng ngày mỗi tuần để không phải mong ngóng lâu nữa. Không biết rằng cuối cùng cuộc đời Thái sẽ đi về đâu và Khuê sẽ đến với Bảo được hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái.
Phim được phát sóng vào lúc 21 giờ 40 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Để biết được những tình tiết tiếp theo của bộ phim sẽ diễn ra như thế nào, tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung của bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái để gửi tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn đối với tin tức 24 giờ TV. Hãy tiếp tục đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.